Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày mùng 3 tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, hôm nay tôi nói về tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ. Trước khi tôi nói sâu vô tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ, thì tôi cũng xin thông báo với quý vị khán thính giả là ở tại bang Texas năm nay, cuộc bầu cử có sự thay đổi về cách thức bầu cử nghĩa là không còn có cái chuyện bấm là straight ticket tức là bấm mà là tôi bỏ phiếu cho đảng cộng hòa rồi đi ra nữa. hoặc tôi bấm bỏ phiếu cho đảng dân chủ rồi tôi đi ra nữa. mà là phải chọn chọn nhân sự do rằng họ có thể họ để màu đỏ, màu xanh để biết rằng người đó là đảng viên của đảng nào. Nhưng tùy quý vị để quý vị chọn tên từng người chứ không còn giống như trước là quý vị có quyền bấm đảng cộng hòa xong rồi quý vị đi ra nói rằng tôi đã bỏ phiếu xong nhưng quỳ này quý vị phải bỏ phiếu từng cá nhân từ tổng thống cho đến rồi đến thí à, dụ như là thống đốc rồi đến các cái chức vụ của tiểu bang rồi các cái chức vụ liên bang rồi các chức vụ thẩm phán các chức vụ gì quý vị cũng phải đi tìm từng người để bỏ phiếu ở tại Texas ở bang ở Houston địa hạt 149 có ông võ như bá tức là hưu bụt võ đảng dân chủ đã làm tới gần 16, 17, 18 năm nay rồi thì kỳ xưa đó là quý vị chỉ cần bấm cái màu xanh của đảng dân chủ thì coi như ông ấy được automatically được bỏ phiếu nhưng kỳ này không phải vậy Kỳ này trong khu vực 149 có bà Ly Ly Trương, đảng Cộng Hòa, bà ra tranh cử. Nên quý vị bỏ phiếu mà nếu mà muốn chọn đảng Cộng Hòa thì cũng phải chọn xuống xem thử giữa hai người ông Hubert Võ và bà Ly Ly Trương. Thì quý vị bỏ phiếu thì quý vị phải biết rằng là chứ là như vậy kỳ này là quý vị có cái sự cân nhắc hơn. Biết ai là ai, biết đảng viên nào, đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ vân vân thì quý vị nắm rõ thí dụ như ông Hubert Võ thì ông chủ trương ông ủng hộ cho cái chính sách của bà Hillary Clinton đó, là chấp nhận cho sự phá thai tới giờ phút chót còn trong khi đó bà Lily Trương thì bà không có đồng ý cái chuyện đó hai bên đều có cái sự quan điểm khác nhau thí dụ như bà Lily Trương thì ủng hộ cho ông tổng thống Trump kỳ này và nhất là tác động tác cạn đầm lầy thì ông Huber Võ không đồng ý ông Huber Võ thì công khai ủng hộ cho Black Lives Matter và ông Huber Võ giàu đã ký một cái easement cho các hội đoàn quân đội được uh, sử dụng cái đất để xây tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và coi như họ là cái người chủ cái đó 99 năm thì ông Mua Bầu Võ kỳ vừa qua đã kêu cảnh sát ngăn chặn không cho bất kỳ một ai tới tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Hai chủ trương và hai chính sách rất rõ ràng thì quý vị cũng biết để chọn người cho cuộc bầu cử này. Và phải nói cuộc bầu cử này rất là gây cấn. Ở tại Texas người ta cũng nghĩ rằng là kỳ này rất là gây cấn. Vì làng sống của những người di dân qua bên nước Texas này á, qua bên Texas này cũng rất là đông rồi Họ đã biến những thành phố lớn trở thành nơi căn cứ địa của họ như Harris County, Fort Bend County Bexar County là ở San Antonio Travis County là ở tại Austin Rồi họ biến luôn cả Dallas County là coi như là những cái nơi chính đã trở thành cái ổ của đảng Dân Chủ rồi họ dùng cái ngôn từ rất là lạ lùng đó là lấy thành thị để trấn ác lại nông thôn lấy thành thị để trấn ác lại nông thôn nên họ muốn nói rằng là cho họ đang biến tiểu bang Texas màu đỏ thành màu pink rồi sẽ trở thành màu blue thì tôi cũng tường trình sơ để quý khán tính giả nắm vững cho cuộc bầu cử năm 2020 Riêng ở tại quận Cam, California thưa quý vị, trước đây nơi đây cũng là một thành trì của đảng Cộng Hòa. Nhưng vài năm qua, làng sóng xanh cũng đã tràn vào Orange County, đã lật lại thế cờ. Thí dụ như những người mà đã là dân biểu lâu năm của của đảng Cộng Hòa cũng đã mất, là mất chức. Rồi thí dụ luôn cả bà Janet Nguyễn, là thượng nghị sĩ của tiểu bang tại cái vùng này cũng đã mất ghế cho đảng dân chủ thì năm nay đó cuộc bầu cử ở tại california có sự thay đổi họ không còn là chọn giống như kỳ trước mà bây giờ quý vị vô quý vị bỏ phiếu thì cũng gần giống như texas là chọn tên chứ không phải là chọn straight ticket giống như hồi xưa nữa nên đảng Dân Chủ đó, họ mới chiếm được cái ghế thượng phong ở tại Orange County. Họ sợ rằng là cái làn sóng nó có thể lật ngược lại được. Bởi vậy chỉ cần có một số cử tri người Việt mà trung thành với cái lý tưởng gì đó của Việt Nam Cộng Hòa thì họ không muốn và họ không dám để mất những cái cử tri này. Mà chính vì cái sự không dám mất cử tri này thì chúng ta mới đánh giá được việc làm của ông Jeff Latuno là phó của đảng Dân Chủ khi mà lên tiếng về cụ Hồ Chí Minh. Nó gây ra một cái làn sóng rất là lạ lùng thưa quý vị. Ông Jeff Latuno, ông có viết trên Facebook của ông về cụ Hồ nhân dịp ngày lễ độc lập của Việt Nam là ngày 2 tháng 9. Ông nói rằng là cụ Hồ cao 4 feet 11 inch. Người gầy gò ốm yếu, nhưng mà đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đánh thắng được hai đế quốc quân sự là Pháp và Mỹ. Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặt và đóng ngoặt cái chữ là cao 4 feet 11 inch. Đó là lời viết của ông Latuno, của ông Jeff Latuno, không phải là của tôi. Ông viết sao tôi nói lại vậy thôi. Còn tôi nghĩ rằng là ông ấy nói nhầm, vì cụ hồ ốm thật vì rất là khắc khổ phải lo cho nước lo cho dân thì ốm thiệt nhưng bảo cao 4 feet 11 inch thì tôi không nghĩ như vậy tôi nghĩ rằng là cụ hồ phải cao từ 1 mét 65 trở lên như vậy là khoảng chừng 5 feet 6 hoặc 5 feet 7 chứ không thể nào 4 feet 11 inch nhưng mà có lẽ ông Jeff Latuno đó thì cái người người Âu Châu, người Mỹ nên là, là ông nhìn đến người Việt Nam mới thấy ốm yếu thì ông cho rằng là thấp. Đó là cái viết của ông là 4 feet 11 inch. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cụ hồ cao hơn. Chí ít cũng phải là 5 feet mấy chứ không thể nào gọi là 4 feet 11 inch được. Đó là góc nhìn của tôi. Nhưng mà khi mình nói cái gì đó thì mình là phải nói chính xác. Ông Jeff Latuno đó, ông nói như vậy thì tôi nói, ông nói như vậy cái đó. Chứ còn không phải là tôi nói. <laughs> không phải là tôi nói, tôi nói trước là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông nhầm. Tại ông là người 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 Âu Châu đó, họ to con, họ cao thì nhiều khi họ ngó xuống, họ thấy thấp, họ thấy nhỏ, quá. họ thấy ốm, họ tưởng là thấp nhưng mà không phải vậy. À, tôi không biết cụ hồ cao bao nhiêu nhưng mà trong hình ảnh đó, thì tôi nghĩ rằng là cụ đứng cũng phải là một m sáu mươi lăm một m bảy tức là khoảng chừng năm sáu năm bảy trở lên chứ không thể nào mà mà thấp giống như là ông Jeff Latuno ông nói như vậy nhưng mà ý của ông Jeff Latuno ý của ông thôi là ông nói là một con người nhỏ như vậy chưa tới 100 trăm pound tức là bốn mươi mấy ký à. nhưng mà với một cái ý chí sắc son và với cái sự sáng suốt nên đã lãnh đạo một dân tộc thắng được nhiều đế quốc hai đế quốc về cường quốc về quân sự như pháp và mỹ ý ông nói như vậy thì tôi cũng đã nói là bà cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn hiện giờ đang tranh cử chức dân biểu tiểu bang quận hạt 72 tức là trước đây bà mất cái ghế thượng nghị sĩ rồi Bây giờ chỉ bà xuống bà tranh cử cái chức dân biểu tiểu bang của hợp 72. Thì bà có lên tiếng bà lên án cái việc đó của ông Jeff Latuno và bà yêu cầu đối thủ của bà là nghị viên hiện giờ là nghị viên của thành phố Golden Grove là bà Deirdre Thu Hà Nguyễn, đảng Dân Chủ phải lên tiếng. Bà bây giờ đây là thấy là cái cảnh là tự do ngôn luận của Mỹ tự do ngôn luận của mỹ đó là tự do ngôn luận nói theo ý của mình và chửi bới người khác. còn những ai mà nói cái gì đó mà sự thật đó, hoặc là nói khác quan điểm hoặc nói khen đó, thì cũng không được. tức là bây giờ tự do ngôn luận đối với khu vực quận hạt orange county đó là tự do chửi bới cụ hồ, xuyên tạc cụ hồ, bịa chuyện tấn công cụ hồ thì được. Chứ còn mà nếu mà nói mà khen cụ Hồ Như ông Jeff Latuno là không có được Dầu lần rời khen của ông Jeff Latuno có lẽ không đúng luôn Thí dụ lời khen đó nói rằng ông cụ Hồ Chí Minh là cao 4 feet 11 inch là chưa đủ nữa. Thực sự là cụ Hồ phải cao 5 feet mấy lần. Rồi ông Jeff Latuno, ông nói rằng là cụ Hồ dẫn dắt, dầu rằng ốm yếu gầy còm, nhưng mà dẫn dắt một dân tộc như vậy để đánh thắng được hai đế quốc đó là Pháp và Mỹ Thì ông Jeff Latuna, Ông chỉ nói cũng chỉ mới đúng một phần thôi Chứ còn một phần nữa Đó là cụ Hồ đã dẫn dắt dân tộc Đánh thắng luôn cả nhiều đế quốc Gồm luôn cả nước Anh Và luôn cả Trung Quốc Hiện giờ cái ghế thường trực á, Tại Liên Hiệp Quốc có 5 ghế Anh, Pháp, Nga, Mỹ Và Trung Quốc Thì cụ Hồ đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam Đánh bại bốn đế quốc <laughs> bốn ghế rồi pháp anh mỹ pháp anh mỹ trung quốc chỉ còn lại một ghế là nước nga thì nước nga là người bạn thân thiết với việt nam <laughs> đúng không ông chắc là nói ông nói đúng chứ đâu có nói sai đâu rồi cũng nói rằng là chắc cụ hồ không có vợ không có con ông cũng nói đúng trên bề mặt là cụ hồ không có vợ không có con nếu có vợ có con cũng không dám nói ra là tại vì nhiều kẻ thù soi mói rồi kiếm, kiếm chuyện với cụ hồ vân vân. Nên uh, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tạo một cái hình ảnh không cái kẻ thù không có không có gây khó khăn được cho cụ hồ. Chuyện đó cũng bình thường. Ông Jeff Latuno ông nói như vậy. Nhưng mà đó là ông cũng chưa có ca tụng gì bao nhiêu thì cũng đã bị phản ứng rất dữ dội từ bên phía của bà Janet Quyển và Đảng Cộng Hòa. Nhưng bây giờ hãy xem mấy cảnh là của đảng Dân Chủ. Như tôi nói là đảng Dân Chủ họ sợ rằng là chứ, ấy, một số cử tri mà chỉ như vậy của Việt Nam mà không hiểu chuyện các cụ lớn tuổi đó. Mà như vậy là có cảm tình với đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu cho bà Janet Nguyễn thì coi chừng là không có được cái ghế 72 ở tại Cali. Nên cái sự xích sao đó rất là căng căng cho không những là cho cái ghế 72 mà còn căng cho các cái ghế của liên bang như là ông của Korea rồi bà rồi luôn cả ông Lowenthal vân vân đó là của liên bang đó nên những dân cử liên bang ở tại cái quận hạt đó họ e ngại là chỉ cần có xích sát khoảng chừng từ 3 cho đến 5% cái cử tri mà là thuộc cổ phiếu của những người cái gốc Việt Nam Cộng Hòa lớn tuổi thì rất là e ngại nên là họ phải tranh thủ thì họ lập tức họ có một cái diễn đàn cái diễn đàn đó thì tất cả từ chủ tịch đảng Dân Chủ ở tại Nam California rồi đến các dân biểu ở cái khu vực đó, dân biểu liên bang cơ như là ông Lowenthal rồi ông Korea rồi tất cả những cái người mà ở năm bảy vị ở trong cái khu vực đó phải ra rồi ngay chính bà Dieter thu Hà Nguyễn cũng sợ nên cũng phải ra ra để lên án ông <laughs> ông Jeff uh, Lutano kích liệt lên án nói rằng ông Jeff Lutano gây lại cái gì xé cái vết thương lòng của những người Việt Nam cộng hòa đó không phải là chủ trương của Đảng dân chủ rồi họ cũng lấy cái lý luận của bà Janet Nguyễn họ cho rằng là cụ Hồ Chí Minh và đảng cộng sản việt nam là gây ra tội ác cho chính họ nên họ phải phải bỏ chạy bỏ nước ra đi họ ở nam california này họ lên án bà thu hà nguyễn bà diatri thu hà nguyễn là bà còn nói bằng tiếng việt nữa bà lên án và nói là bà và gia đình bà là nạn nhân của cộng sản nạn nhân của hồ của cụ hồ chí minh rồi tất cả đều lên án và nói rằng bà thu hà nguyễn còn nói kinh hoàng hơn nữa bà còn nói cũng kinh hoàng hơn cả bà Janet Nguyễn bà Thu Hà Nguyễn bà nói rằng là trên là bà đã làm một cái cái đơn cái yêu cầu là ông Jeff Latuno phải từ chức còn nếu ông không từ chức á, thì bà sẽ làm một cái gọi là cái quyết định để gửi lên cái ban chấp hành của đảng dân chủ và của các vị dân cử liên bang là gì đó là trút phế ông ông Jeff và Một là ông tự nguyện ra đi cùng không Hai thứ hai là chúng tôi trút phế ông Kinh như thế đấy Chỉ cần có một số cử tri Có cái phiếu thôi Thì họ sẵn sàng Họ tất cả đều bất chấp sự thật Bất chấp cái gọi là tự do ngôn luận Chỉ là tự do ngôn luận Để để chửi để chửi cụ hồ hay là chửi đảng cộng sản việt nam hay là gì đó thì được còn những ai mà có một cái quan điểm mà chung dung chút xíu thôi cũng không được nữa cơ chứ chưa nói là ca tụng giống như tôi mà nói như này là ở đó thì chắc là chỉ bị đốt luôn mang ra trên cái dàn nướng nướng liền không? thì cái số phần của ông jeff latuno là bị trút phế ra đi thôi Ông không muốn ông cũng phải ra đi Họ biểu quyết ông ra đi dứt khoát Không còn là phó chủ tịch của đảng Dân Chủ Ở Orange County nữa Thế là nhiều người Việt Nam Cộng Hòa hả hê Là một người Mỹ Dám nói lên tiếng nói Mà cho rằng là cụ Hồ có công với dân tộc Đánh đuổi được hai đế quốc Pháp và Mỹ là họ hả hê lắm rồi thật ra tất cả những cái chuyện này thưa quý vị nó cũng chỉ là một giai đoạn thôi cuộc sanh nở nào cũng có đau đớn của người mẹ cũng có máu chảy ra cái biến cố mà giữa việt nam cộng hòa thua trận và chạy qua mỹ hay nhiều nước khác nó cũng chỉ là một giai đoạn lịch sử nhưng mà nó khi mà lịch sử trải qua rồi đó Thì thế hệ sau Cần bình tâm để đánh giá cho chính xác Nguyên do tại đâu có cuộc chiến Nguyên do tại đâu Tôi có nói rất là nhiều lần Cách mạng tháng 8 19 tháng 8 Là do ý chí phấn đấu của toàn dân nhưng được lãnh đạo bởi Việt Minh và Việt Minh lãnh đạo bởi Cụ Hồ ở tại hang Bắc Bó để có cái cuộc chiến thành công cho Việt Nam. Thì cách mạng tháng 8 đã thành công sau khi mà Nhật đầu hàng với đồng minh vô điều kiện. Từ cách mạng tháng 8 mới có cái chuyện gọi là quốc khánh ngày 2 tháng 9 cờ đỏ sao vàng rợp trời ở tại miền Bắc và ngay cả tại Sài Gòn tôi cũng đã nói rồi đó là ở sau cái nhà thờ lớn nhà thờ Đức Bà đó thì lúc đó có tổ chức ngày quốc khánh luôn mà mà lúc đó là sứ ủy Nam Bộ là ông Trần Văn Dầu tổ chức cũng rất đông đảo và cũng có cờ đỏ sao vàng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc phất phới bay từ Nam tới Bắc chứ không phải là cờ vàng ba sọc đỏ nhưng rồi cây cú không có lãnh đạo được giành giật được cái ghế lãnh đạo như là cụ ông nguyễn hải thần đó đòi giành giật cái chức lãnh đạo với cụ hồ thì đã không thành công và các đảng phái quốc gia đòi âm mưu là dùng cái biến cố ngày lễ độc lập của pháp để rồi là gây hấn làm cho người pháp tưởng rằng là chính phủ dân chủ việt nam cộng hòa dân chủ uh, chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa thì để đàn áp thì họ nhân cơ hội đó để họ cướp chính quyền nhưng mà họ đã bị cụ võ nguyên giáp nhìn thấy được âm mưu đó và đã ra tay trước nên họ bị thất bại thì họ cây cú họ bỏ chạy qua pháp rồi à, xin lỗi họ bỏ chạy qua hồng kông rồi họ bỏ chạy về nam rồi Pháp mới dàn dựng ra cái chính phủ gọi là Nam Kỳ tự trị, lấy cờ vàng ba sọc xanh, rồi chinh phủ ngâm, cờ vàng ba sọc xanh là quốc kỳ cho Nam Kỳ tự trị, và chinh phủ ngâm làm quốc ca. Cá. Thế cái cờ vàng ba sọc xanh nó được gọi là cái cờ sốt rét đó là con đẻ của của Pháp mà, con đẻ của quan toàn quyền đặc sản liêng chứ đâu phải rằng cái cờ tổ quốc đâu nó là cờ tay Sai cho người Pháp và cờ vàng ba sọc đỏ sau đó đã được uh, người Pháp á, mời ông Bảo Đại về thì mới lấy cờ vàng ba sọc đỏ thì nó cũng là cái sự tiếp nối của con đẻ của người Pháp mà thôi nên uh, chính phủ quốc gia Việt Nam cũng như là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là một tiếp nối cho cái âm mưu của người Pháp rồi sau đó là âm mưu của người Mỹ để đưa vào để mà gọi là thải hết các cái vũ khí tồn động của đệ nhị thế chiến của người Mỹ rồi lập ra những cái vũ khí như là vũ khí hóa học chất đạp da cam á, chất độc da cam á, thử trên đất nước Việt Nam làm cho biết bao nhiêu triệu người đau thương rồi luôn cả cái việc mà gọi là Hiệp định Geneva Thì Mỹ không chịu ký vào Lấy lý do rằng là này là nọ không ký vào Mặc dầu lúc đó, trước đó Mỹ đỡ đầu cho Việt Nam Cho chính phủ Việt Nam Trong các cái Cái buổi workshop Thì họ nói là họ đồng ý Là sau 2 năm tức là Năm 1956 sẽ có tổng tuyển cử tự do Nhưng rồi họ xé bỏ Cái 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 khoản đó họ không chịu tổng tuyển cử tự do như ông cụ tổng thống Ngô Đình Diệm có nói với cái báo chí thế giới là chúng tôi không ký vào cái bản cuối cùng này chúng tôi không tổ chức tuyển cử tự do chính vì không tổ chức tuyển cử tự do theo đúng theo cái quy trình của hiệp định Geneva nên mới có một cái biến cố đó là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của cô Hồ Chí Minh quyết tâm dành độc lập, toàn diện bằng con đường bạo lực. Nên mới đánh miền Nam. Nếu mà ông Ngô Đình Diệm đã chấp nhận cuộc tổng cử tuyển cử tự do năm 1956 và Mỹ đã chấp nhận thì không có cuộc chiến hai mươi mấy năm trời như vậy. Không có cuộc chiến 20 năm để gây bao nhiêu tang thương và tang tóc. Nên những người mà Việt Nam Cộng Hòa đó bị thất thủ năm 1975 mà cây cú vì chuyện đó qua bên Mỹ này là lúc nào cũng nghĩ đến cái sự cây cú và đau thương đó thực sự thì là thất trận là một sự đau thương nhưng tôi nói rằng là ôn lại lịch sử chúng ta phải bình tĩnh để xem thấy đâu là thực sự chính nghĩa của đất nước cụ hồ phải làm chuyện đó vì chuyện đất nước không thể bị chia đất nước phải thống nhất không thống nhất được bằng con đường hòa bình tuyển cử thì phải thống nhất bằng bạo lực mà thống nhất bạo lực thì các cụ cây cú thì với vậy cho nên là bây giờ đó chính vì cái chuyện đó các cụ làm áp lực lên trên các vị dân cử bằng cái lá phiếu của quý cụ đó cũng chỉ là bình thường nhưng mà tôi rất coi thường những vị dân cử sợ mấy phần trăm lá phiếu đó mà ăn ngang nói ngược ăn ngang nói ngược quyền tự do ngôn luận chỉ là tự do ngôn luận chửi bới chửi bới cụ hồ chửi bới những người mà dám nói lên sự thật ông Jeff Latuno thưa quý vị ông cũng chỉ nói một phần sự thật thôi mà cũng đã bị Vũa te tua đang là một người Mỹ một phó chủ tịch đảng Dân Chủ ở quận Cam mà còn bị mất chức như chơi thì huống chi một người dân thưởng nên là những ai cứ vọng tưởng nói rằng là nước mỹ là tự do ngôn luận tự do ngôn luận không phải vậy họ sử dụng tự do ngôn luận cho mưu đồ cá nhân chả có tự do ngôn luận gì giống như nhiều người tưởng không phải đơn giản ở đây tôi kêu gọi những ai có lương tâm và có lương tri cho đất nước bình tĩnh sáng suốt nhận định đã đến lúc phải bước qua những cái vết thương lòng của quá khứ để dân tộc ta được hùng mạnh bất kỳ một quốc gia nào có sự phân hóa giàu rằng sự phân hóa đó là sự tôn động của lịch sử hay bất kỳ vì lý do nào thì sự phân hóa đó là món mồi ngon cho các dân tộc khác sâu xé Chúng ta không thể để cho vết thương lòng quá khứ đã 45 năm rồi mà cái ngự trị mãi rồi chúng ta không dám đánh giá một cách khách quan thì chúng ta cũng có tội với mẹ Việt Nam. Chúng ta cũng có tội với Tổ quốc. Chúng ta không thể nào vì một thể chế như Việt Nam Cộng Hòa đã từng, tôi xin mở ngoặc là đóng ngoặc quý vị nghĩ rằng đó là tiền đồn chống cộng, nhưng đánh giá lại, thì nó đã, đã từng là tay sai cho giặc Pháp và tay sai cho Mỹ để có những cái mưu đồ quyền lợi riêng của cái tập đoàn tư bản chuyên về cái ngành sản xuất vũ khí của Mỹ. Rất đau lòng, rất đau lòng. Đó là sự thật của lịch sử. Thì chúng ta phải dám bước qua những cái gì của tự ái mình sinh ra và lớn lên trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa Phải bước qua nó được Để trở thành là những con yêu của mẹ Việt Nam Tôi đã từng là một người Trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa lớn lên Và đã từng có những cái ý đồ chống phá lại nhà nước Việt Nam Nhưng không thể nào mà Mà ngu si đần độn mãi Cũng phải có một lúc thức tỉnh Coi các cái việc người ta đang làm Giúp cho đất nước phát triển thực sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Mình không làm được như họ thì phải ủng hộ. Phải ủng hộ cho Việt Nam ổn định thật sự, phát triển thật sự, tôn trọng nhân quyền thật sự. Chứ không phải là bánh vẽ. Ở bên Mỹ này nhiều cái cảnh gọi là tôn trọng nhân quyền như Black Lives Matter đó, đó cũng chỉ là bánh vẽ, chiêu bài. Có ai mấy ai tin rằng là những cái vị gì dân cử kia đó thương những cái người da màu không không có đâu chỉ sử dụng cái chiêu bài thôi toàn bánh vẽ lừa bịp như anh George Floyd đó là một người da màu đương nhiên cuộc sống của anh ta cũng quan tâm nhưng mà không có nghĩa rằng là quan tâm hơn những người khác anh ta làm cái gì thì anh ta phải trả lời trước pháp luật anh ta đã từng là người Đóng phim sex rồi phạm biết bao nhiêu thứ tội rồi phê thuốc lắc đấu trò đấu kiểu hết là một cái tên gọi là cái danh sách hình sự nó dài dần dặc mà một trong những cái lý do mà đưa đến cái chết của anh đó thì bây giờ cũng đã nói rằng là anh ta phê thuốc ngày hôm đó nhiều lắm cái việc mà anh cảnh sát Derek Chauvin đè cái đầu gối lên trên anh ta đó là khoảng 9 phút cũng là có thể thôi là một trong những lý do thôi Chỉ là một trong những lý do đưa đến cái chết của anh ấy Nhưng bảo rằng đó là chủ đích để sát hại anh Tức là intentionally murder him Thì không phải vậy Nhưng bây giờ người ta đã phong thánh cho một anh tội phạm Trở thành một vị thánh cao trào Nói đó là nhân quyền Nhân quyền kiểu đó tôi không chấp nhận Nhân quyền thì nó phải tôn trọng trong cái sự thật thôi quý vị. Nên chúng ta hãy cùng làm sao phấn đấu cho Việt Nam có sự tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự trong ý nghĩa tôn trọng sự thật. Chứ không phải bịa chuyện ra này nọ. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày 3 tháng 9 năm 2020 về câu chuyện tự do, ngôn luận thực sự ở tại nước mỹ có hay không qua câu chuyện của ông phó chủ tịch đảng dân chủ tại orange county là ông jeff lotuno để quý vị tự đánh giá hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ sau